Để tiếp tục về thống nhà đất các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì trong buổi tối đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại mặt tiền đường Lê Đức Thọ thuộc trung tâm phường 13 quận Gò Vấp để gửi khách hàng mình một cặp tòa nhà kinh doanh căn hộ dịch vụ, hai căn nha cả nhà, căn phía bên tay trái và căn phía bên tay phải của Hằng Ni. Căn này thì chúng ta có sổ hồng công chứng mua bán trong ngày luôn nha. Và Hằng Ni số chậu khách hàng mình vay vốn từ 50 đến 80% giá trị nhà. Và tòa nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu với kết cấu là một hầm, một lửng, 6 lầu, có sân thượng bên trên. Với diện tích chiều ngang là 5,5m, chiều sâu vào là 18m. Nhà mình thì được gia chủ thiết kế là mỗi tầng như vậy đều có chỗ ban công ra bên ngoài. Mẫu thiết kế tân cổ điển nè. Mặt tiền phía ngoài thì mình sơn phun cát rất là đẹp luôn nha, kết hợp với đèn chiếu sáng đầy đủ mảng xanh luôn. Và nhà mình thì thuộc hướng chính là hướng đông bắc, rất là phù hợp với khách hàng mình cứ mệnh là Tây Tứ Trạch. Với kết cấu của ngôi nhà rồi một hầm, một lửng, 6 lầu có sân thượng bên trên. Và ngôi nhà thì được gia chủ thiết kế với công năng sử dụng bên trong rồi radio ô tô, sân đậu xe máy, mặt bằng phía trước dùng để kinh doanh, sảnh tiếp khách cũng như là phòng sinh hoạt chung. Nhà mình thì có tổng là 15 phòng kinh doanh khách sạn cũng như là mình vận hành kinh doanh căn hộ dịch vụ nha. Đầy đủ nội thất bên trong nhà rồi. Với khách này mình mua về chỉ cần vào tiếp tục vận hành kinh doanh và mình cho thuê thôi. Và được gia chủ thiết kế rồi 17 nhà vệ sinh và mỗi phòng như vậy đều có nhà vệ sinh riêng biệt luôn. Cũng như là bên trong thiết kế rồi 2 cầu thang bộ và 1 cầu thang máy nha cả nhà. Ngôi nhà thì đang được gia chủ rao bán với mức giá là 21 tỷ 800 triệu đồng. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và trước khi di chuyển vào bên trong, hãy cùng Hằng Ni chúng ta quan sát con đường phía trước nhà nè. Đường trước nhà của mình thì rộng 6m, trải nhựa cũng như là nằm trên mặt tiền đường Lê Đức Thọ thuộc trung tâm phường 13 quận Gò Vấp. Tại đây thì chúng ta thông thẳng ra bờ kè Thăm Lương nha cả nhà, cũng như là kết nối với đường Lê Văn Thọ nè, đường Phạm Văn Chiêu, đường Quang Trung, đường Nguyễn Văn Thối, cho nên rất là thuận tiện khách hàng mình di chuyển ở các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh luôn, hoặc là mình sát bên sân Ron Tân Sơn Nhất, mình di chuyển bằng đường Trường Chinh để di chuyển ra Tân Bình nha cả nhà. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn sơ lược được một lần nữa từ mặt tiền thiết kế của ngôi nhà nha. Một cặp nhà phố, tòa nhà kinh doanh căn hộ dịch vụ, căn phía bên tay trái, căn phía bên tay phải, hai căn Hằng Ni đều có đang giao bán với mức giá mỗi căn là 21 tỷ 800 triệu đồng. Với khuôn đất có diện tích là chiều ngang 5,5m, chiều sâu vào là 18m nha cả nhà. Vậy em bắt đầu di chuyển bên trong đi, chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Từ mặt tiền chính của ngôi nhà, bên trên thì được gia chủ ốp những cái lam nhựa và gỗ đèn trần chiếu sáng. Nhìn vào bên trong sảnh thì đèn chiếu sáng phải nói là vô cùng đẹp luôn, rất là lấp lánh nha. Đó, hai cặp siêu phẩm với 15 phòng căn hộ dịch vụ cũng như là khách sạn. Hai căn này mà đi vào vận hành thì phải nói là vô cùng tuyệt vời luôn. Và cũng như là hai phía bên thành tường của mình được gia chủ trang trí những cái mảng xanh, nhìn nhà rất là đẹp luôn nha. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển vào bên trong để tham quan tiếp tục khu vực tầng lửng phía dưới nè. Một ngôi nhà với kết cấu là một trệt, một hầm, 6 lầu. Mỗi tầng như vậy thì đều có chỗ ban công ra bên ngoài. Rất là thông thoáng luôn. Tầng hầm phía dưới thì mình để xe máy nha, cho khách khi mà đến thuê cũng như là khách ở bên trên. Đây, rất là rộng luôn, thông suốt ra phía sau luôn nha cả nhà. Cũng như là phía dưới tầng hầm thì được gia chủ mình ốp gạch cao phun trần luôn, cho nên rất là sạch sẽ khi mà đậu xe nha. Nhà mình thì đã được gia chủ mình trang bị sẵn hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng như là vòi nước cứu hỏa rồi, cho nên rất là an toàn luôn. Khách hàng mình mua về chỉ cần là mình vào kinh doanh vận hành thôi. Và nếu mà mình cần hỗ trợ giấy phép kinh doanh thì bên chủ nhà cũng có hỗ trợ cho mình luôn nha. Và đây chúng ta thông ra mặt bằng phía trước luôn nha.
cũng như là mình có cầu thang bộ để di chuyển lên trên nè. Đây, và trước cầu thang bộ là có khu vực thang máy nha cả nhà. Và đi thẳng lên khu vực phía trên, tại đây thì được gia chủ thiết kế một phòng kỹ thuật riêng biệt luôn, rất là an toàn luôn nè. Hàng này lia máy để chúng ta cùng tham quan sơ lược nha. Đây, phòng thiết bị điện cũng như là phòng cháy chữa cháy đầy đủ luôn. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên khoảng không gian khu vực lầu 1 để tham quan tiếp tục nha. Và khi khách hàng mình mua ngôi nhà này sẽ được gia chủ tặng lại toàn bộ nội thất bên trong nhà, cũng như là 15 phòng như vậy đều được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện rồi. Chúng ta có đầy đủ nội thất bên trong luôn nha. Mình chỉ cần mua về cho thuê có thu nhập hàng tháng. Hằng Ni xin nhắc lại nha cả nhà, một cặp siêu phẩm căn kế bên cũng như là căn Hằng Ni đang quay đều đang giao bán nha, với mức giá là 21 tỷ 800 triệu đồng. Với công năng và thiết kế bên trong nhà thì tương tự nhau. Căn bên đây thì thiết kế theo mẫu tân cổ điển. Căn phía bên tay trái của Hằng Ni lúc nãy thì thiết kế theo mẫu hiện đại nha. Hằng Ni sẽ quay vào lúc sau để khách hàng mình cùng theo dõi nha. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực sảnh tiếp khách, mặt bằng phía trước của gia đình mình. Đây, bên trên thì chúng ta có trần chìm giật cấp nè, kết hợp với đèn chùm, đèn trần chiếu sáng. Khoảng này thì thông tầng lên khu vực tầng lửng phía trên. Tại đây thì rất là thích hợp cho khách hàng mình mua để cho thuê có thu nhập hàng tháng, hoặc là mình mua để vừa ở vừa cho thuê, cũng như là kinh doanh văn phòng công ty, spa, showroom, văn phòng đại diện, đa dạng ngành nghề luôn nha. Đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện rồi. Bên trong nhà thì trang bị hệ thống đèn điện phải nói là vô cùng lung linh luôn, cũng như là chúng ta có camera rồi nè cả nhà. Rất là an toàn, an ninh cho khách hàng khi mà sinh sống và sở hữu tại ngôi nhà này. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển vào bên trong để tham quan tiếp tục nè. Tại đây thì mình có đầy đủ rồi, sofa, bàn trà, quầy lễ tân đầy đủ luôn nha, cũng như là máy lạnh bên trong phòng, rất là đẹp luôn. Và mặt tiền phía trước thì được gia chủ mình thiết kế ô cửa kính chỗ ra ngoài, cho nên là ban ngày mình đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Hằng Ni di chuyển bên trong, chúng ta có khoảng không gian khu vực thang máy. Phía sau thang máy thì cầu thang bộ nha. Bên trên thì mình có vòi phòng cháy chữa cháy đầy đủ luôn nè. Đây, thang bộ đi di chuyển lên trên. Và phía sau thì được gia chủ thiết kế một phòng ngủ tại đây. Phòng ngủ đầu tiên tại khoảng không gian khu vực tầng trệt được gia chủ thiết kế đầy đủ rồi. Chúng ta có giường ngủ nè, tủ quần áo, kệ tủ tivi, cũng như là bàn trang điểm, bàn học và toilet sử dụng riêng bên trong luôn nha. Gạch thì ốp phun trần, đầy đủ các trang thiết bị vệ sinh nè. Hiện tại thì nhà này gia chủ vừa mới làm xong, cho nên là một số đồ lặt vặt mình để dưới phòng này. Đồ nội thất hơi lộn xộn một xíu, với khách hàng khi xem thì thông cảm cho em nha. Em quay khóa cửa ra vào để chúng ta cùng xem nè. Khóa cửa này thì được gia chủ thiết kế là thẻ cảm biến luôn. Và di chuyển ra phía cuối ngôi nhà, được gia chủ thiết kế làm cầu thang thoát hiểm nha. Mệt nhà mình thì có đến 2 cầu thang di chuyển lên xuống lận. Đó, cầu thang sắt phía bên ngoài. Lối thoát hiểm cũng như là phòng cháy chữa cháy phải nói là vô cùng an ninh luôn. Hằng Ni sẽ di chuyển bằng thang này lên khu vực không gian tầng lửng để chúng ta cùng tham quan nè. Mỗi tầng như vậy, gia chủ mình đều có chỗ cửa để di chuyển ra lối cầu thang thoát hiểm luôn. Đó, nhìn lên trên nè. Và khoảng không gian này thì được gia chủ mình sử dụng là chất liệu cửa chống cháy, những loại cửa mà chung cư mình hay dùng đó. Hằng Ni di chuyển vào bên trong phòng ngủ thứ hai để chúng ta cùng tham quan. Đây, không gian khu vực tầng lửng, phòng phía sau nha cả nhà. Đầy đủ các trang thiết bị rồi, giường ngủ nè, bàn học, tủ quần áo, bên trong toilet sử dụng riêng, bồn cầu, lavabo, gương soi, vòi tắm hoa sen. Theo tông chủ đạo màu trắng nè, nhìn rất là sang trọng luôn. Kệ tủ tivi đầy đủ nha. Cũng như là tường thì được gia chủ mình làm điểm nhấn, dán giấy dán tường rất là đẹp luôn. Khoảng không gian khu vực hành lang nè cả nhà. Và di chuyển ra phía trước thì được gia chủ thiết kế làm khu vực không gian tầng lửng thông thẳng xuống phía dưới. Nãy giờ Hằng Ni quay là có 2 phòng rồi nha. Tầng trệt thì 1 phòng, lên đây 1 phòng nữa là 2 phòng. Lên bên trên thì lầu 1, lầu 2, lầu 3, mỗi phòng như vậy đều được gia chủ thiết kế ra 3 phòng ngủ riêng biệt luôn. Rất là đẹp luôn. Và Hằng Ni xin nhắc lại,
Ngôi nhà của chúng ta với kết cấu là một trệt một hầm 6 lầu, có sân thượng bên trên. Với diện tích chiều ngang là 5,5m, chiều sâu vào là 18m. Nhà mình thì thuộc hướng chính là hướng đông bắc. Với công năng sử dụng bên trong nhà gồm radio ô tô, sân đậu xe máy, phòng sinh hoạt chung, sảnh tiếp khách, bên trên là 15 phòng khách sạn để kinh doanh căn hộ dịch vụ. Tổng là 17 nhà vệ sinh, có thang máy cũng như là cầu thang bộ đầy đủ luôn nha. Và đây Hằng đi di chuyển bằng thang máy để lên khu vực lầu 2 để chúng ta cùng tham quan nè. Phía bên ngoài thì được gia chủ ốp đá ma bồ bao bọc không gian thang máy luôn. Đó. Nhà mới nha cả nhà, vừa mới xây xong luôn. Chúng ta di chuyển lên lầu 1 nha. G là khu vực tầng hầm, số 1 là tầng trệt, số 2 là tầng lửng. Đây. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1 cũng như là số 3 nè. Phía sau phòng ngủ của mình. Và cửa này thì mình di chuyển ra lối thoát hiểm, lúc nãy Hằng Ni có quay rồi đó. Đầy đủ các trang thiết bị nha cả nhà. Và kết cấu và thiết kế cũng giống như phòng bên dưới thôi. Chỉ khác một xíu là gia chủ đổi tông màu gỗ cũng như là dán giấy dán tường hơi khác một tí. Bên trong toilet nè, cũng đầy đủ các trang thiết bị vệ sinh rồi. Rất là thích hợp cho khách hàng mình mua về chúng ta cho thuê có thu nhập hàng tháng, hoặc là mình cho thuê thoáng cho một đơn vị về khai thác cũng thuận tiện luôn nha. Giường ngủ nè, bàn học, hệ tủ táp đầu giường, kệ tủ tivi, tủ quần áo đầy đủ luôn. Và cửa nè cả nhà. Cửa này thì được gia chủ sử dụng là chìa cũng như là thẻ cảm biến cũng thuận tiện luôn. Chìa thì chúng ta giữ, mỗi lần khách di chuyển ra vào thì chúng ta đưa thẻ cảm biến để đi vào phòng. Và mỗi tầng như vậy đều được gia chủ mình có lắp hệ thống camera rồi, rất là an ninh luôn nha cả nhà. Bên trên thì mình có hai phòng ngủ nè. Di chuyển vào phòng ngủ thứ hai nằm tại không gian khu vực lầu 1 nha. Có giường ngủ nè, tủ quần áo, hệ tủ táp đầu giường, cũng như là ô cửa sổ chỗ các khu vực giếng trời. Từ không gian lầu 1 chỗ lên lầu 6 là chúng ta có giếng trời phía bên trong phòng rồi. Rất là đẹp luôn. Và toilet sử dụng riêng bên trong. Đầy đủ các trang thiết bị rồi nha. Và đây, cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển ra phòng thứ 3 để tham quan tiếp tục nè. Phòng này thì nằm ở phía trước cho nên là được gia chủ thiết kế có ban công chỗ ra ngoài. Đó, mình cũng đầy đủ nội thất rồi nha. Giường ngủ, hệ tủ táp đầu giường, bàn học, rèm màn cửa đầy đủ, ban công di chuyển ra phía trước cũng như là tủ quần áo. Bên trong thì có toilet sử dụng riêng luôn, bồn cầu, lavabo, gương soi, gạch ốp phun trần, vòi tắm hoa sen đầy đủ luôn nè. Và Hằng Ni di chuyển ra phía bên ngoài ban công để chúng ta cùng tham quan nha. Gia chủ mình thì trồng đầy đủ mảng xanh luôn, cũng như là ban công chỗ ga lên tới 1,5m, rất là rộng luôn. View thì rất là đẹp nha cả nhà. View ra mặt tiền đường Lê Đức Thọ thuộc trung tâm phường 13 quận Gò Vấp. Rồi quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này hãy alo cho Hằng Ni với số hotline bên góc trái màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất nha. Và Hằng Ni di chuyển lên khoảng không gian khu vực lầu 2 để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Cầu thang bộ được gia chủ ốp đá hoa cương kim sa, tay vịn cũng như là kết hợp với lan can bằng sắt nè. Đá hoa cương loại cao cấp nha cả nhà. Và di chuyển lên tầng tiếp theo. Đây. Bên dưới thì được gia chủ dán giấy dán tường theo bông hoa màu xanh lá, bên trên là theo tông màu trắng, kết hợp với những cái điểm nhấn màu vàng nha. Mỗi tầng thì thiết kế hơi khác một xíu, cũng như là chúng ta thay đổi giấy dán tường để nhìn lạ mắt, bắt mắt hơn. Và di chuyển ra phòng thứ 2, phòng thứ 3 phía trước nè. Tầng này thì cũng giống như tầng bên dưới thôi, cho nên Hằng Ni sẽ lia máy nhanh nha. Cũng được gia chủ thiết kế gồm 3 phòng. Phòng phía trước thì mình cũng có ban công chỗ ra ngoài luôn. Bên trong phòng này
thì được gia chủ thiết kế hơi khác một xíu. Bức tường ngay chỗ giường ngủ thì được thêu tông màu xanh, tầng dưới thì thêu tông màu trắng nha cả nhà. Thôi 401 nha. Và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên khu vực tầng tiếp theo để tham quan tiếp tục những căn phòng thuộc số 5. Em di chuyển bằng thang bộ nha cả nhà. Em lia máy để chúng ta cùng xem nè. Phía dưới này thì giấy dán tường màu trắng nha. Lên đây thì giấy dán tường hơi sọc một xíu, rất là có điểm nhấn cho ngôi nhà luôn. Bên trong tầng này thì cũng được gia chủ thiết kế ra 3 phòng ngủ. Thang máy và di chuyển ra phía trước thì mình có 2 phòng nè. Và đây bên trong phòng, thiết kế và kết cấu cũng giống nhau thôi. Những căn phòng thuộc số 5 nha cả nhà. 501, 502, 503. Và 503 nằm ở cuối nè. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển lên khu vực không gian tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan. Lần này thì em sẽ di chuyển bằng thang máy nha, để chúng ta cùng ngắm nhìn bên trong thang máy một lần nữa. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ni với số Hyundai bên góc trái màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất. Và em bắt đầu di chuyển lên khu vực không gian tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan nè. Thang máy thì nặng 480 kg, mỗi lần di chuyển như vậy là được 7 người nha. Và đây, và khoảng không gian tầng tiếp theo cũng được gia chủ thiết kế ra 3 phòng ngủ nha, phòng phía sau và 2 phòng phía trước. Đây, chúng ta cũng có giường ngủ, bàn học, tủ quần áo đầy đủ luôn. Bên trong tủ thì được gia chủ thiết kế có đèn led âm bên trong cho nên rất là đẹp và sáng luôn nè. Và toàn bộ nội thất gỗ bên trong ngôi nhà đều được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống ẩm và bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian sử dụng luôn nha. Và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển cái 2 phòng phía trước để ngó sơ sơ một lần nữa nè. Đây, phòng thứ 2, đầy đủ các trang thiết bị nội thất rồi nha cả nhà, cũng như là ô cửa sổ chỗ ra khu vực khiến trời. Và di chuyển ra phòng phía trước, phòng thứ 3 nha. Mình cũng có ban công chỗ ra ngoài cũng giống như phòng bên dưới thôi, cho nên Hằng Ni sẽ bắt đầu di chuyển lên tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan. Và Hằng Ni di chuyển lên tầng cuối cùng để chúng ta cùng tham quan nè. Nhà này thì em quay kỹ hơn một tí nha, quay từng tầng cũng như là từng phòng bên trong để quý khách hàng mình cùng theo dõi. Phía trên tầng cuối cùng thì mình có ô cửa sổ chỗ xuống khu vực cầu thang để ánh sáng trực tiếp khiến trời nha cả nhà. Và phía sau thì gia chủ mình sử dụng làm khu vực sân phơi cũng như là giặt sấy dành cho cả tòa nhà. Và lối cầu thang hành lang thoát hiểm nè. Bên trong thì chúng ta có toilet luôn nha, cũng như là hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới nè. Và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển ra phòng phía trước để tham quan tiếp tục nha. Phòng phía trước phải nói là cực kỳ rộng luôn nha cả nhà. Phòng penthouse có đầy đủ các trang thiết bị nội thất luôn. Đây, rộng khoảng 40m² lận nha. Chúng ta có giường ngủ nè, sofa, bàn trà, bàn làm việc, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, ban công chỗ ra ngoài cũng như là phòng này thì mình có tới 2 lớp cửa sổ chỗ ra, rất là mát luôn. Thiết kế rất là đẹp nha. Và có toilet riêng sử dụng bên trong phòng luôn. Hằng Ni di chuyển vào để chúng ta cùng theo dõi nè. Tủ quần áo nha cả nhà. Và bên trong toilet, đầy đủ các trang thiết bị rồi. Có bồn cầu nè, lavabo, gương soi, vòi tắm hoa sen, gạch thì ốp phun trần luôn. Phòng này phải nói là cực kỳ rộng rãi. Nếu mà cho thuê căn hộ dịch vụ có thu nhập hàng tháng thì căn này mình cho thuê đâu đó cũng khoảng 8 triệu một tháng nha. Phòng penthouse view ra trung tâm thành phố phải nói là cực kỳ đẹp luôn nè. Đó. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ni với số hotline bên góc trái màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Em xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em.
Cũng như khi xem, hãy nhớ cho Hằng Ni một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.